Nhằm động viên nhân dân trong vùng cách ly y tế phòng dịch, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào vừa tới thăm động viên và trao nhu yếu phẩm cho 18 hộ dân tại cụm dân cư Tiên Xá 1, xã Cẩm Xá. Đồng chí Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đã trao quà hỗ trợ gồm gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm khác, động viên nhân dân khu vực đang thực hiện cách ly y tế yên tâm, phối hợp tốt với chính quyền, thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch hiệu quả. Trong những ngày qua, lãnh đạo thị xã Mỹ Hào cũng đã trao trên 10 tấn gạo, hơn 1.000 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại 4 khu dân cư đang thực hiện cách ly y tế phòng dịch. Mỗi hộ gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm cùng các nhu yếu phẩm khác.